xem rất nhiều video của anh, thì video nào cũng có những cái đội người ta vào người ta còn mà tôi cũng bị như thế và uống nước kiềm là khỏi hết, thì có đúng hay không? Thì cái này xin tiếp mời các anh chị đa cấp vào còn tiếp cho nó máu. Tuy nhiên đứng ở dưới góc độ chuyên môn thì có mấy thứ chúng ta cần phải suy nghĩ, nhớ là nó cũng tốt chứ không phải là không tốt, nước kiềm tốt. Tuy nhiên để anh chị làm cái đa cấp thì anh chị quảng cáo nó lên nó hơi kinh khủng nhé. Thế còn thì với những người dư axit trong đường dạ thực quản thì cái đầu tiên cần xử lý là giải độc gan. Giải độc gan thì nó có những cái dòng sản phẩm hoặc là những có những cái bài thuốc hoặc là không những cái vị thuốc. Một đỗ đen xanh lòng rang lên mỗi ngày nằm nắm con tham với nước uống với nước gạo rang, hai cái kết hợp với nhau uống rất tốt để kiềm hóa cơ thể. Chị chỉ cần như thế thôi thì bằng cả cái lọ chai nước kiềm của nó bán hàng triệu bạc ấy. Rồi nhá. Hai nữa là gì? Xạ đen của Hòa Bình cũng giảm giải độc gan rất tốt. Hoặc là cà gai leo cũng rất tốt giải độc gan. Hoặc không có gì, nước lọc không phải rời bể gì cả, uống nước đủ ngủ sớm là nó cũng là kiềm hóa cơ thể, nó làm cho giải độc gan rất tốt rồi. Đương nhiên nếu mà muốn tốt hơn thì có những cái dòng thuốc nó đã bài nó đầy đủ hết, quân thần đại sư, nó giúp cân bằng âm dương như là tiêu giao tán, giúp sơ can giải uất kiện tỳ dưỡng huyết, hỗ trợ rất tốt. Và em nói luôn ở trên cộng đồng này, em tính ở trên này nó rơi vào nhiều vạn bệnh nhân đã uống cái tiêu giao tán giải uất cực tốt. Đấy là đầu tiên cần phải giải độc gan đấy. Cái thứ hai là những cái dòng thuốc để hỗ trợ điều trị trong giải thực quản, thì cái gì là tốt nhất? Ăn nhai kỹ, ăn cơm lứt muối vừng, nhai thật kỹ. Cái ở đâu giúp cho tiêu hóa tốt? Chính là cái enzyme ở cái những cái chân răng của anh chị nó chảy ra cái dịch, cái gọi là những cái thành phần nước bọt, quý nước bọt nó tiết ra là kiềm tốt nhất trong cơ thể, không cái thuốc nào có thể bằng tốt hơn cái đấy. Thế thì ăn cơm gạo lứt muối vừng, nhai thật kỹ, nhớ là vừng có cả vừng và lạc nhé. Đấy thì hỗ trợ rất tốt để điều trị trong đường dạ dày thực quản. Tiếp thêm nữa là gì? Cái trong đường dạ dày thực quản nó liên quan đến việc ăn uống. Vậy thì nhiều người trong đường dạ dày thực quản ấy, nhưng mà cái thịt cứ phang vào mầm, thịt thì bảo là kiêng tôm cua thịt chó thịt gà, cơm nếp cá mè rau muống nước cam măng tươi cà muối bia và các những cái đồ cay nóng. Nhưng bởi vì tôm cua thịt chó thịt gà thì bố mày không uống được, ăn thịt gà chó thịt gà rồi thì ăn thịt vịt có được không anh? Ăn thịt lợn có được không? Được, tất cả đều được hết. Thậm chí tất cả những cái thứ mà phòng khám bảo kiêng anh chị có thể ăn được. Tuy nhiên là thật sự luôn là nếu các anh chị mất 30 phút để các anh chị ăn một bữa cơm và anh chị mất 4 tiếng để anh chị ôm bụng nó đau, nó dư axit nó trào ngược gây nó gây viêm họng, thì tốt nhất là các anh chị có thể bớt mồm bớt miệng được không? Được chứ, chẳng qua là vẫn là lòng tham thôi. 99.99% chúng ta thương các cụ nó nói, hoặc là 100% nó nói rồi, bệnh từ miệng mà vào. Việc ăn uống của anh chị nếu không bớt mồm, không giữ mồm giữ miệng mà cứ muốn chữa bệnh nọ bệnh kia. Tiếp, thể dục. Có tập thể dục không? Xin lỗi luôn, ví dụ như chiều này có cái bạn là bệnh nhân ở Cộng Hòa Séc gọi điện về bảo là em không thể tập được, không thể tập thể dục được thì mình xin phép mình không điều trị được. Và nói thật luôn các anh chị luôn, nếu các anh chị uống bất kể cái thuốc gì, đặc biệt là những cái bệnh mãn tính, nếu các bệnh cân cơ xương khớp anh chị không đi được nữa rồi thì tập kiểu khác. Nhưng nếu còn tập được, còn chạy bộ, còn có thể vận động được để cho nó toát mồ hôi ra mà các anh chị không làm, anh chị ngồi chờ thuốc đấy là thuốc nó đến để chữa bệnh, thì phải nói thật luôn anh chị này, phải báo với anh chị một câu nghe nó có vẻ hơi nặng này: thánh không chữa được. Vì đông y có hai rất quan trọng là khí hành thì huyết hành, mà huyết hành thì phong bế tự hết. Một người bệnh nặng đến đâu thì nặng, đặc biệt là các bệnh mãn tính, em không nói là các bệnh ung thư nhé, ung thư thì xác định nó rất khó. Thế nhưng các bệnh mãn tính thì cứ xác định luôn là chỉ cần uống nước đủ, ngủ sớm, ăn uống đảm bảo, ăn uống vừa phải, tập thể dục điều độ
thì đã hỗ trợ đến 50% bệnh. Đương nhiên nếu có điều kiện dùng thuốc lại tốt. Vậy quay ngược lại với những người dư axit trong dạ dày thực quản cần mấy thứ này. Một, uống nước đủ, ngủ sớm, tập thể dục điều độ, ăn uống bớt mồm bớt miệng và tinh thần thoải mái, và luôn tin rằng mình sẽ chữa khỏi, mình sẽ khỏi, thì cái niềm tin của anh chị nó sẽ tự chữa, vì cơ thể nó rất kỳ diệu, nó sẽ cân bằng ngay tức. Còn đương nhiên nếu có điều kiện thì dùng những cái dòng như là tiêu giao tán, vị quản mộc hoặc là vị hành mộc thì hỗ trợ điều trị rất tốt. Tuy nhiên nếu không có tiền thì cứ làm như thế đi, 5 đến 7 tháng hoặc 4 năm là nó cân bằng. Mà khi nó cân bằng nó khỏi rồi, mặt mũi nó phải sáng sủa. Khi nó khỏi rồi nó phải lên cân được, nghĩa là ăn được, hấp thụ được, đi đại tiện phân phuôn, thì nó phải lên cân được, mặt mũi nó phải sáng sủa, thì đấy mới gọi là coi là khỏi bệnh. Xin chào.